làm quá trời một ngày. Dạ. Cái con hết giờ. Con ghép vô cây khác kìa, xong tiếp nữa. Đó vô vừa vừa cơm nha. Vô vừa cơm hỏi vừa vừa tay vừa vừa châu à. Dạ. Vừa châu châu lá dạ. Tháng 1 á, cái số nào mày ăn, còn số nào mày ăn được có cắt đó. Rồi cái bí nở ra mì đó. Bí nở ra mì. Còn mày có. Con bác sợ quá. Còn vậy hả? Bác trai biết cho bác không biết. Không từng biết đã cái đứng đó mà đi xuống nhà bà bác bà bác cho. Ôi ôi cái mai kìa. Ờ cái mai này hồi dạ yeah, quá chừng cái này ở nhà con trồng trong chậu rồi con. Hồng này là hồng giống như hồng tiểu muội quá. Tiểu muội đó. Dạ dễ thương quá hả. Trời ơi con miêu cái này nó tết nó nở bông quá. Thơm thơm. Dạ đúng rồi thơm lắm. Dạ. Nhà con cũng có. Cái mai này nè cô chú anh chị. Cái mai này là mai mễ tứ quý. Dạ, cái cánh thì nó hơi chúa chúa xuống nhưng mà nó có mùi thơm nhẹ nhẹ. Ồ, dễ thương lắm. Thơm dễ thương đúng rồi đó. Dạ. Mang giống về Việt Nam luôn. Dạ. Cái gì cũng hai chồng cũng làm cỏ quá chừng. Sáng sớm là hai chồng làm cỏ tới trưa, thằng trai nó kêu nó nói xong. Ba mẹ ơi vô đi trưa nắng rồi, nhóc nhỏ. Trời thanh long bác trồng à, cửa ra đây nè. Thanh long này thanh long trắng nè. Thanh long trắng. Có chai long trễ hơn cái của nhà con. Trắng. Ồ nó bông khủng khiếp lắm, năm nào cũng vậy con đâu có tưới cái gì đâu. Cái không biết quýt gì nữa. À, quýt này quýt gì không bác? Cái đó sợ cây này hả? Dạ cây quýt này. Có quýt đường nè. Quýt đường hả? Đường ngọt chứ. Dạ. Ngọt như đường chứ. Ủa bác trồng môn nữa kìa. Nè sâu đấu rồi phải không? Sâu đấu đó. Chết cây để con chết không? Con của con mới bắt đầu ra, của bác lá nhiều của con. Sâu đâu nè cô chú anh chị. Cây á, đó muốn chết đó, cây tôi chặt gốc sắt. Đây nói nè, cỏ xanh. Không biết đâu nó ra một không à. Ừ, cũng khó. Mùa đông đó mày. Cái này bây giờ bác nướng lạc vô vườn nhà ông bác. Cô chú anh chị biết bông này bông gì không? Bông này là hoa bất tử nha. Dễ thương ha. Hoa này ở Đà Lạt trồng nhiều lắm cô chú anh chị. Dạ. Quýt này là quýt đường nè cô chú anh chị. Dạ. Cây quýt dễ chứ lắm. Dạ. Quýt dễ đường. Quá chừng trái luôn nha. Ngọt lắm hả ông bác? Nó ngọt lắm. Nó mà cái trái quýt đây ba, nó quýt mà nó lên tư á, chưa nó còn đau. Nó còn đau. Con muốn ăn nó cỡ chừng khoảng trái quýt kia mà cây quýt kia mà trái nó ra bự rồi á, làm quýt rồi một ngày. Dạ. Cái con hết giờ. Con ghép vô cây khác nè, xong tiếp nữa. Cây thế. Dạ. Rồi xong đất nè. Cây thế. Xong đất bữa con mới vừa. Ủa, cái này là củ huệ hả bác? Củ gì là bông bông lên. Cũng như là bông huệ, bông hồng cải. Nó cũng là gọi là lì luôn. Dạ, vậy hả? Ừ. Bác nói hai cây khế này thấy ngọt nè. Ở bên lo đá. Dạ. Hai cây khế. Nó bác ơi. Chậu này hơi nhỏ không bác ơi? Hả? Chậu này hơi nhỏ đó rồi đó. Cái chậu này hơi nhỏ với nó hả? Nhỏ không sao? Nhỏ rồi. Nhỏ, chậu này hả? Chậu này có 10 15 cái lông à. 15. Chậu đó 15 mà. Phượng thích xuống nhà ông bác trồng bông sen. Còn tính cây khế con đang có trái mà con chưa động cho nó, con tính bỏ cái thùng phi luôn á. Ừ. Anh. Nè. Bông bất tử. Bất tử quá chừng luôn. Trời ơi, dằn mơ ông bác ơi. Cắt bớt ông bác ơi quá trời mơ lông à. Có chẳng khác. Dạ. Nó mơ lông. Ai lại cắt cho người ta ăn? Cái này có nhiều ăn người tốt cho phổi đó. Nó trị bệnh nhiều á. Dạ. Nhà con có mơ này ta kêu là mơ tam thể không bác? Cái mơ này á, cái lá dưới nó tím mới ngon. Cái mơ dưới lá trắng không ngon. Dạ. Hai loại mơ còn cây nhà bách lá. Màu xanh. Còn trong hai loại nha. Cái mơ mà mặt ở dưới cái dài dưới màu tím nè con ha. Đó. Dạ. Là con. Dạ cái mơ này là mơ nó cũng như là kinh giới Chí Tô vậy. Dạ. Kinh giới mà con thấy cái lá xanh dần thì không ngon. Cái lá hơi tím á. Tím giăng dưa giăng dưa. Dạ. Mềm mập mà nó thơm. Dạ đúng rồi. Ôi, dạ. Cái mỡ của bác đâu rồi. Ê. Chết mẹ rồi. Con chết rồi. Mơ này là lá mơ tam thể nha cô chú anh chị. Mơ này á hả mình xào với lại trứng ăn ngon lắm, ăn tốt cho phổi ha. Với ông bác mới chỉ thêm bài thuốc là em bé mà bị bệnh mà giống như là táo bón rồi đó, ăn rất là tốt. Cái tắt cái tròn. Dạ. Cái trái có trái kìa, cái dưới chân. Rồi cái kia là cái lũ. Thì lắm cái lũ con. Dạ. Dạ thôi đi xuống. Hai chồng. Dạ. Hai chồng bữa nay hẹn với ông bác đi xuống vườn nhà ông bác ở dưới Úc Lình nha cô chú anh chị.
Nhà ông bác hôm trước cho Phượng với Sang cái bông lồng đèn này nè cô chú anh chị. Trời cái bông dễ thương lắm nha. Bữa nay có loại mới nữa nè. Bữa nay có loại mới nữa. Nay có cái giống mới nữa nè. Này là nó khác màu nó tí. Nó khác màu chút xíu. Cái cây khác thị nó bự. Đó, cái cây chanh đào nó trồng như vậy đó Phượng. Đúng rồi đó. Để mình coi nghiên cứu làm lại rồi. Để về nghiên cứu lại lặng rồi coi sao. Nghiên cứu là mình phải trồng cái cây chanh đào thì đó. Mình trồng cao cho ông bác nãy có nói mà cho nó tủa xuống. Nha. Đúng rồi đó. Về có cái thùng làm liền sang. Trồng vô cái thùng bự vậy nè, cho đất được nhiều ha. Với lại nó cao nữa anh, nó cao hơn cái đầu của mình á. Về muốn sang có một tầng không có tưới nước lắm. Dạ. Trồng vậy được nè cô chú anh chị, mình ăn gian đất ở trong đây nhiều ha. Đó, mình khỏi cưa xuống với lại nó cao qua cái đầu mình luôn. Đó, giờ theo xuống đây thấy ông bác nè, cắt mấy cái thùng đâu có cắt đôi giống như mình đâu. Dạ cắt vậy luôn được đất nhiều. Đừng cắt đôi. Dạ. Cây nè tại vì cái cây nó phải cần nhiều đất. Dạ. Không. Quá trời ông bác trồng nguyên cái đó, thùng bự chảng luôn kìa. Không. Cái này toàn quýt ra đường cam sành gì của người ta cho đó và người ta cho cái chiếc về trồng. Dạ. 2-3 năm rồi đó. Dạ. Sang cũng mê lắm, quýt này sao giống quýt sumo quá vậy? Ôi ơi nó là sao quýt đường ở. Ôi vàng thanh long của bà bác có thấy mê không? Mê không? Đúng rồi. Dạ, thanh long, vàng thanh long của cô rồi nhìn thấy mê không? Quá trời mới luôn rồi. Cắt trên cái giờ nếu ta dọc quá nữa trời. Mới cắt ở trên này ra nữa này trời. Dạ. Đậu dữ vậy đó hả? Ở trong con bơi. Chanh đào. Chanh ruột hồng á ông bác. Đây nè, cái gì đấy? Đi nghiện đó. Trồng ở đây nó còn hơi bị lạnh á. Lạnh. Bác muốn bác lấy bình bác chùm lại. Chùm lại. Dạ. Bác thử đi, chùm lại nhưng mà dưới có đục lỗ không vậy? Có được chứ. Đừng có. Đục lỗ, bên riêng điểm mà tại nó miền sông nước mà. Biết rồi, mà nhưng mà tao sợ nó thúi. Không. Thì bác tưới ẩm ẩm thôi, đừng có cho nó thoát hết nước. Đó, sen nè, sen mới lên lại nè. Dạ. Của con mới ra được cái búp chút xíu à. Lạnh quá. Ở chỗ mày ấm. Con thấy cũng lạnh như vậy không? Ừ. Lạnh. Ở trên mày ấm ở đây. Thanh long sao năm ngoái giờ chưa cắt vậy? Thì đó, nói vậy thôi. Tôi tính ăn năm nay, tôi chẹp khóa bỏ 2 trụ này. Còn không tính bỏ bớt thanh long trắng nè. Vừa 4 trụ đó thôi. Nè con, năm nay. Có cái bông mà kìa. Có 2 cái, 2 ba cái rồi, 2 ba bông lạnh. Con trồng thanh long trắng con chén rồi. Có bố em cắt rồi. Đi kìa ba bông đó, 2 bông. Có bố em cắt thì nó thấy bông rồi. Đó sao? Nó ra đó. Dạ. Đó mày muốn chiếc quýt đường á thì bữa nào mày lợi với bơ với hồng. Dạ. Quýt đường này ngọt lắm đó con. Cây hồng sói hẹn ngọt hơn hồng lớn này, hồng đầy lạc hơn. Cái hồng nó ngọt lắm. Mày nói nhiều khi giờ con trồng thanh long trắng con chén. Hai bác cháu mình chiết. Dạ. Mày muốn chiết bao nhiêu cho chiết? Mấy năm không được. Không muốn chiết. Không chiết. Nè, nó cho nè. À, vậy tưởng là nãy giờ tưởng cho nó quý vị chứ. Dưa dưa cơm nha. Dưa cơm hả? Dưa tay dưa châu à. Dưa châu châu lá dài nó bự. Nó hỏi nó vàng đẹp nữa con. Dưa cơm này lá nhỏ nó tròn nó mềm. Con đang trồng quý vị lại nhà. Dưa châu không ngon con. Dưa châu ngon. Dưa châu lá bự nhỏ 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 mà nó ra bông cùng mấy cái rau ngộ. Hồi xưa bên Việt Nam mình mấy rau này cho heo ăn không à. Thầy nhớ không mặt bọc bấu hơi bự. Giờ qua Mỹ quý lắm bà con bác ơi. Giờ là nấu lẩu mắm ăn cũng được hả? Lẩu mắm. Dạ. Không thôi là chấm cá kho rồi đó. Dạ dạ. Cá kho tiêu hoặc cái gì. Dạ. Nó mấy cái đọt này ngon lắm nè. Trời non xanh ươm luôn ha. Dạ. Hôm bữa có 2 chậu một chậu với mía. Cái kỳ trước á con đó mấy cộng là về bắt đầu lên được rồi. Đó. Dạ. Tại vì trời ơi rau min kìa, tốt mịt luôn. Cái này dễ trồng lắm. Cái này bắt đừng trồng đất nha. Trồng đất nó bò dữ lắm. Dạ. Con này chỉ có đòi xin đi là bánh chay. Ở trong này cái ruột vàng vàng. Làm, trời ơi bác trồng cái gì đâu đó quá trời luôn nữa. À, cái đó mà đang hương kinh giới tía tô đó. Dạ, kinh giới tía tô. Kinh giới mà lên dưới vậy đó hả? Ừ. Ương trong chậu mới đánh bác ra về, đó. Bác ương hai chậu lớn mà. Tía tô con này nó tự mọc lại con có ươm. Rồi bác ơi, mới ương lại chứ. Bún riêu hả? À? Bún riêu đúng không? Ốc ăn hay trơn con? Giờ ăn bún riêu chay không à? Bún riêu chay, con cũng ăn chay nữa nè. Còn mới ăn bún bò quế chay. Mày xương quá đi chơi. Ăn xám xì à? Mà sao con lại thích cái này nè? Không, cái xám xì à. Nhà con nó lên hai loại con biết. Loại này ngon. Của Nhật loại này. À, là loại này mới ngon. Loại này Nhật của Nhật nè, loại này nhà mình chưa có nè. Cái loại này hả? Loại này mới mềm. Loại này mềm hả? Cái này là của Japanese sizzle á. Ừ. Cái giới. Cái loại này ở trong Korea nó bán. Dạ đúng rồi. Hay ăn cuốn thịt nướng đó, nhà con có. Dạ, kêu bằng lá mè hả anh? Dạ.
Mình để cái dạng ngon không? Có, còn có cây sát tường. Hay ha. Cái bài. Con nhỏ gái nó mua. Cái bài. Dạ. Nó ra bông có thấy trái đâu. Phải trồng đất vào bác ơi. Cô phải trồng đất. Vải nè. Với lại cây nhãn là phải trồng đất. Nó mới có trái. Còn mình trồng trong chậu là cứ chơi thôi. Trong nhà bác phải trồng đất. Dạ. Mày có trồng berry không? Berry bác. Berry cái trái blueberry. Cái trái màu đỏ đỏ. Blackberry. Nó blackberry không trồng đâu nha. Blackberry. Mấy đứa nó phá lắm mà còn trồng. Người ta trồng trồng á. Người ta trồng trồng cắt nhánh đi ra. Dạ. Ông tụi nhỏ con nó phá lắm. Con trồng nó thích blueberry à. Mom blueberry. Ủa bác có muốn trồng cây chùm ngay không? Chùm ngay cái lá giống như mình ngót vậy đó. Mình ngót cái lá em đi trời em mua hồi xưa đó bác. Không có mấy... Ông bác trồng rau má tốt bịch luôn á. Có trồng không? Dạ có, dạ cũng có. Cái này rau má Việt Nam hả bác? Việt Nam à. Ủa sao còn lá bự dưới ta? Rau Việt Nam. Rau má Việt Nam lá Mỹ đâu. Rau má Việt Nam nhìn dễ biết lắm, cái răng nó nhỏ 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 hơn. Cà bi trái đỏ trái vàng nè. Dạ. Cái rainbow với cà roman lấy vài chậu về trồng với lại cái gì cà trái tim cũng đó. Đây nè, lấy vài chậu về trồng nè, đây nè. Đây nữa. Lên mạnh mẽ lắm. Lên rất là mạnh mẽ. Quá chừng luôn nhà dù không bác. Còn học dưới đây là cải hả? Gieo cải hả bác? Không học chiếc này mà không có bác. Tao chiếc còn năm rồi không chơi dễ. Rồi vậy lớn hơn rồi. Không chơi dễ, tao chiếc không biết tháng nào chiếc nó tổng miệng. Đến lát. Dạ, cho con chậu. Cái kia kìa, dạ cái lá mềm á, lá mềm bác. Lá mềm dạ dạ. Thôi chậu này có con cải, lấy chậu kia khỏi có con cải. Luôn. Trời ơi lấy luôn. Ôi, bác trời không có bông cải lấy luôn lời cọng cải. Dạ, cảm ơn. Không nói bác trồng xuống đó mà tao chưa trồng. Lời được cây bông cải. Lời cây bông cải. Rõ vậy nó đừng lấy cọng cải. Trồng xuống đó. Mà cây này cái gì? Cây 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 kinh giới đó, giới đó là bỏ lên xe về ai chồng cô đó trong cũng bự cái cô cũng mê chồng nhãn có thôi con xin đủ rồi nó lên có trái mở nhà kính của ông bác vô quay phim có phải móc không qua đây đừng luôn kìa. Trời ơi cái này nhà ông bác là không có cần phải đi chợ mua rau quá chừng quá đất luôn đó ơi đó đó bị đau cái nhỏ cho lớn bác bị đau thì cái bự. Nhà ông bác là ông không cần mua rau nè, quá chừng có đất luôn kìa. Bầu mớp đó bắt đầu ông bác trồng trong đó rồi đó, bắt đầu là cho nó ra ha. Ông ngoài không có chịu lên. Nha. Tại ở ngoài nó. Trời ơi, nhà ông bác trồng hả? Nhà ông bác trồng ngồi ghế tốt mệt luôn kìa. Ở ngoài nè, đây nè, ở ngoài nè. Ngoài nó lên. Đó, còn ở trong kìa, ngồi ngồi ghế tốt mệt luôn. Trời ơi. Anh ngồi ghế kìa, anh coi kìa anh. Nhà mình trồng lên. Cái gì trong dinh không con dãy lên trên trời. Ở nhà con cái gì nó không lên tốt chứ có mực đang lên. Có mực đang lên nhà. Cái sao? Cây làm thuốc. Dạ. Con trồng ớt không? Ớt kìa. Trời ông ôm điên điển kìa. Đó. Ở ngoài tao trồng không ôm lên. Đúng rồi, ở trong đây mới lên. Ở ngoài tao ôm đâu. Ở ngoài tao ôm đầu tiên. Mắc tiêu trên trời. Kỳ vậy ta. Tôi ướng hồi tháng 3. Đầu tháng 4. Số kỳ vậy sao không lên. Tại vì tháng 4 đi Việt Nam mới về bắt đầu. Ừ, cái đó mà mốt lần sau bắt ướm. Cho con xin cái này đi được á. Cái cây của mình nó đang ra lại mà. Rồi cho con xin cái này đi. Nữa thôi, nữa thôi. Giống như trái ớt bà quýt mình đó nè. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi con biết rồi. Ngọt. Rồi giờ con có chồng vậy. Đỏ tươi. Ớt này ăn tốt lắm. Sát mắt. Dạ đúng rồi. Cho con mấy người tàu ra mày chợ đó. Dạ. Có dạ đúng rồi. Dành nhỏ nó mua. Cái này dạ. Rồi con cảm ơn luôn cho cái đó. Còn hơn lát con lấy ra đi con lấy cái ấy thôi. Không thôi được rồi. Cái chồng quế không? Con có chồng quế. Dạ rồi cho con lấy luôn. Cho tùm lum vậy trời. Dạ con cảm ơn. Quế tím. Quế tím dạ. Quế tím. Kỹ sư nông nghiệp rồi. Quế tím con về con đợi cho nó lớn thì giờ sao dạ. Con hỏi chồng dạ ăn cái quế đó lấy cái gốc con trồng mà gì hả dạ. Cái đó lẹ hơn dạ con chồng dễ lẹ hơn con
lẹ hơn cái này phải không? Lẹ hơn, ừ. Lẹ hơn cái nhưng này. Mà cái này thì nó trồng lại trồng mạnh hơn, lên à, mạnh hơn phải không? Ừ, cái này thì nhà con cầm luôn chậu 20 galon á. Dạ, nhà con mới hổng về thu hoạch quá trời trái tốt luôn. Đây là đang lấy bò trong chậu cho nó rồng. Dạ, để con, để cảm ơn. Con chó da không đủ cho nó ăn đó nha. Trời trời. Nó da nó cứ đứng mà là nó hái nó ăn, nó đứng nó hái nó ăn đó. Ừ, dễ thương lắm cái con chó đó đó. Đó, nó da không đủ cho nó ăn. Bác có hai chậu điên điển mà lời cả chục chậu luôn rồi. Cái này bác chỉ thích ăn cái tía tô mà. À, kinh điển. Dạ. Ừ. Ngại dưới gần á, dưới gần. Mình ăn cái nó lú 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 lên đó, cái cắt ngang đi chồng. Măng hả? Đó lấy cái túi cho con bỏ vô ít ít thôi. Lấy nguyên cái về này luôn. Rồi thôi lấy nguyên cái thùng nó đi về nhà mình trồng lại. Thôi lấy về lấy thùng chim kìa. Bây giờ lấy coi hôm qua tiết cái con sống không? Mấy cây nó bò lên bắt đầu nó sinh luôn. Dạ, còn vậy hả? Chết. Vậy con tưởng. Con tưởng nó còn sống chứ. Con trồng 3 năm nó chết. Ngộm nè bà con cô bác. Cái nè, qua mùa đông tháng 10 tháng 1 đó, cái số nào mày ăn ăn, còn số nào mày ăn được được có cắt đó. Rồi cái bắt đầu qua mưa nó hết chốc thì chị rồi. Đó, mà giới được cắt cái đồ ăn nha. Dạ. Cho bao nhiêu rồi đó không có chiếc gì về được phân nữa. Dạ. Mà tao xả nước mấy đợt nước rồi còn bột nó mặn. Còn cái này quá mặn nè. Ôm nè, ngồi nhà ông bác chết. Ngồi ôm nè bà con. Xả nước hết sức xả nước đó. Trồng theo kiểu nhà con cũng trồng vậy đó, để trong nhà như nhà kính vậy đó. Cho nó ấm thôi. Con lại cái thùng lại, con cái thùng đen, cái thùng trắng. Qua cái mùa đông á, mày cái số nào mày ăn ăn, cái số nào ăn được cho cắt. Dạ. Tức cho nó khô á. Khô cái sẹp 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 á, cái đâm con nó gì. Rau đắng đó bà con cô bác, rau đắng Việt Nam mình đó. Cho thấy tương không? Đi cái về vậy mà. Ừ, cái về đó. Cái đó là cái này tốt lắm chị lắm. Này mới cái mình nó bắt pha rồi bắt cái này luôn. Cái này nó mới bắt nè, mới dắt ra. Còn này hổm nè, già khè. Cái đó bữa hổm đó, đó đây khè, khè thấy không? Dạ anh thấy rồi. Đó, bây giờ nó bắt nè, nó bắt phân là nó đóng lại vậy đó, giống như là tạo môi trường như là khí hậu Việt Nam vậy cho nó. Chứ không nó lạnh không lên mặt, ốc lăn lạnh quá à. Ốc lăn lạnh quá con. Yeah. Ở trên sen rồi hai quật á thì nó ấm hơn. Dạ. Ốc lăn lạnh thôi không đầy không lên nổi. Không lên nổi. Nó lạnh. Bà thấy khí hậu đây nè, nó thấy lạnh không? Dạ. Yeah. Là bữa nay gì ấm, bà khí hậu này làm sao cây cấu lên. Dạ, bởi vậy, lạnh lắm. Lạnh nó chết hết. Ủa đó chanh, chanh gì lắm? Chanh mình thôi. Chanh mình á, chanh mình á, chanh Mỹ. Chanh, chanh mễ anh. Ừ, chanh mễ chứ anh. Chanh ở đây mà. Còn bữa hổng con chiếc nhánh lâu rồi, bây giờ cái cây cũng... Ghi được rồi, nhánh nhỏ thôi, không cần nhánh lớn. Đó. Nhỏ thôi. Lên nhà ông bác trồng thanh long cũng xài cái đất cát tiệt sò này nè cô chú anh chị, cái đất này trồng thanh long ha, dừa kiển ha, họ cam quýt đờ bưởi rồi đó là mình cũng trồng này luôn, họ xương rồng đó cô chú anh chị, nhà vườn nhà mình cũng xài cái loại này. Con nhỏ chiếc cây đó đừng có cho nó mua chiếc này nè, quýt đường nè, này là mày chiếc như bơ sáp đó béo kinh hồn thân thôi là con ăn nó ngọt như đường. Mà cái trái nó nhỏ xíu con ăn chua lét. Dạ, nó bự lên ha, nó bự lên ha. Cái này mùa đông làm sao bắt để cho nó đem vô. Ở nhà. Ừ. Chết kìa cóc cũng quá. Cái giống quýt này là quýt Việt Nam mình nha cô chú anh chị. Thì đó con có năm tự. Quýt đường Việt Nam mình nha cô. Không không con không lấy đâu. Tháng 10 á. Dạ. Tháng 10 con lợi qua thử. Cái này là nó chưa chín đâu, nó chín là cái da nó bóng mà cái vỏ nó mỏng lên. Cái trái này nè. Cái này là mới da con. Do thời tiết mình ở đây thành ra cái trái nó hơi nhỏ. Rồi cái hỏi đó là con mua nó là Đài Loan ruột đỏ. Và cuối cùng thành ra ruột trắng xá lợi Việt Nam. Béo dữ lắm mày ơi, cái bơ nó béo. Béo kinh hồn. Bơ tài trái nhỏ. Costco bán cái chậu Việt Quốc này 20 đồng rẻ, rẻ. Có không? Nó nguyên bằng hết vậy hả? Thì trước con mua ở không biết bầu cũng tốt lắm, giờ con trồng được cái thùng lớn rồi. 20 nè, phải trồng thùng đi hết. Nó chảy xuống nè. Đúng rồi. Thôi. Nới vô trồng. Mấy cái chậu này là ông bác trồng quýt đường không nha cô chú anh chị. Rồi có một cái cây thùng kia là cây cam sành. Cam sành Việt Nam mình luôn á cô chú anh chị. À bí sợi. Đó bụi đây bụi đó bụi đó. Trồng nhiều vậy đó hả? Người ta thích lắm. Dạ đúng rồi. Nữa rồi nó bắt cho ăn. Dạ dạ có con có ăn. Bí sợi. Mượn bẩm cho ta kêu con hay kêu bí sợi mì đó. Dạ đúng rồi đó. Bí để ra mì đó. Bí nở ra mì. Còn mày có thôi giống như dầu chua tím hay mấy cái vàng này là ông bác đang trồng đậu lên nè cô chú anh chị. Đậu này là đậu gì quá? Đậu này đậu gì? Đậu que. Dạ, đậu que. Đậu que láng.
Dạ. Quả láng nè. Cái cô nãy mới bấm cho mình một mảng cái nhà đó. Quả láng nè. Có hột, bắt có hột, bắt còn hột dán chồng ta cho hột này. Quả láng. Bấm cho mình một mập. Ê kìa. Bầu bữa nói chuyện mà nó chưa ra, bữa nay nó giọt ra nữa, thấy không? Của con ở nhà bầu lên vàng rồi. Bởi vì vậy là bác mới có trái ăn sớm. Của con bầu lên vàng mà trái ở trên con lạnh đấy. Không biết hả, ở chồng ở trong nó ra gì đó, chứ ở ngoài còn thấy có chút tắm này. Đó, 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 dạ, dạ, dạ. Đó. Ở của con, con chồng ở ngoài mà nó lên vàng mà trái nó bị vàng, con bẻ dục hết rồi. Nó nước mắm hả? Rượu gì? Rượu đâu hút hả? Rượu đâu này là giống bơ sáp nhà ông bác nè, xuống ăn bơ. Bơ sáp đó. Bác ơi, bỏ bỏ con đủ rồi, con có muỗng đủ. Bỏ sữa vô. Sữa vô cái tô. Nhưng mà không có ngọt lắm đâu. Sữa vô. Đây nè, cảm ơn bác. Mẹ cái trái đó mới rớt. Mà cô chú anh chị ăn bơ sáp và phường nhà ông bác ngon lắm hả? Con muốn béo á, ăn nguyên chất vậy đó. Béo ngon thiệt chứ. Lá đi cho thử, anh lên đây chùa Hà Thảo. Bắt đủ. Bỏ sữa vô. Trời ơi bác, cho ăn đồ bổ không bác? Thêm chút sữa với chút đậu hồ xanh. Dạ không ngọt, không ngọt. Cúng dường cho chùa. Đó thì qua sáng hay cúng thật ở nhà. Đó còn lại đó. Chứ mua nguyên cái nồi đi cúng đó. Cúng dường. Ngon quá trời luôn á. Có khi nào mà bác đi xuống hướng con á, ghé con. Ừ. Ghé cho biết nha. Để khi nào ghé cho. Tại vì nếu mà bác đi xuống dưới sau ghê là ghê là tiện tiện đường luôn. Ăn nghe mùi thơm ngon. Thơm. Anh đến anh nữa đi. Nữa nữa. Không cái này là làm cho mấy đứa lên ăn đó. Đừng có lo. Cứ anh tự nhiên tới mang tiếng anh rồi anh đi. Dạ đúng rồi. Anh chén cũng lại. Con không ngại đâu, con ăn rồi. Dạ dạ. Không có lát anh thử này nha. Dạ. Mà cô chú anh chị ăn bơ bơ sáp ở nhà ông bác với gia đình Phượng nha. Cái cây khế con nói bác là con ôm từ hộp luôn, con trồng 4 năm. Bây giờ bắt đầu đã chán rồi đó. Đã gì? Tôi đi Gò Công đang có chán nè. Gì hả? Không, anh thôi rồi. Ngon mà bắt này. Cho tôi nó, từng nó ăn đi. Không, không. Ngon, bơ ngon. Ăn nhiều vô rồi ăn này. Ăn đông trùng Hòa Thảo. Cái này thử. Nè, như mày không cho nào ăn cái đó phải không? Thử. Có đúng rồi. Đó, thêm. Mời đi cái bánh cà đó. Kỳ tử với gì? Táo tàu. Kỳ tử, táo tàu. Dạng dục. Đặng sâm. Đặng sâm, thuộc địa không? Đó, thuộc địa. Nhiều lắm. Rồi. Cái trái, cái cây gì nữa nhỉ? Ăn này bổ sạch máu. Kỳ tử. Kỳ tử không có trạm nhà luôn á. Ồ vậy hả? Kỳ tử, cái đó mình chầm chảo cũng được đó. Bỏ vô nước nóng á. Uống bổ mắt nè. Thôi đừng nhiều quá. Kỳ tử khô con mua từ bà bác mua từ Việt Nam đem qua. Cô chú anh chị em và các bạn ơi, video chia sẻ của phường nhà An Tánh đến đây xin tạm dừng. Các bạn xem video của mình thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một cái like nhé, một cái đăng ký kênh nè, và đừng quên ấn cái chuông bên phải nha, để mỗi khi mà kênh An Tánh Kali phát video lên thì cô chú anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh xin kính chúc cô chú anh chị em và các bạn mình thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Và nhiều sức khỏe để vui vẻ cùng làm vườn chung với gia đình An Tánh nha. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Phượng cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này của gia đình mình luôn. Bye bye, thank you.